một số chuyên gia kinh tế cho rằng động thái hạ lãi suất liên tiếp nhanh và mạnh của cơ quan quản lý nhà nước là nhằm khơi thông dòng vốn giá rẻ hơn, hợp lý hơn ra thị trường. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá: khi lãi suất tiết kiệm thấp thì người dân và doanh nghiệp thay vì gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi suất sẽ đẩy ra sản xuất kinh doanh. Lãi suất khoản vay thấp thì doanh nghiệp dễ dàng đi vay để phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc giảm lần thứ hai này thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần trước và giảm ở trong những góc độ thậm chí giảm cả lãi trần lãi suất huy động. Cái điều này cho thấy rằng là ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ đã gửi ra một tín hiệu là tiếp tục với mục tiêu hỗ trợ cho quá trình phục hồi một cách bền vững của nền kinh tế trong năm nay Ông Hoàng Công Tuấn, công ty cổ phần chứng khoán MB nhận định, dù nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn điều hành lãi suất và giữ ở mức cao nhưng ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn hạ lãi suất. Điều này có vẻ như bất ngờ nhưng là hợp lý và phù hợp với những diễn biến của nền kinh tế hiện nay. Động thái giảm cái mức lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước hiện nay là một động thái táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Chúng ta cũng nhận thấy rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1 năm 2023 là mức tương đối thấp so với nhiều năm. Trong khi đó thì áp lực lạm phát và áp lực biến động tỷ giá đã ở trong tầm kiểm soát và đang có xu hướng đi xuống và cái khả năng mà trong thời gian tới ngân hàng trung ương Mỹ Fed sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ là tương đối nhiều khả năng sẽ xảy ra. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là động thái của ngân hàng nhà nước hiện nay là một động thái đón đầu đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu. Theo ngân hàng nhà nước Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 3 chỉ là 2,06%, chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn đang còn yếu. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của quốc hội và chính phủ giao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cho nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra là khi lạm phát suy giảm Liệu ngân hàng nhà nước có tiếp tục giảm lãi suất hay không? Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết, giảm lãi suất là mong mỏi của thủ tướng chính phủ và ngân hàng nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ suốt thời gian qua ngân hàng nhà nước điều hành để cắt giảm mặt bằng lãi suất huy động rồi đề nghị các tổ chức tiến dụng cắt giảm chi phí để có nền tảng giảm lãi suất cho vay trong nền kinh tế trong bối cảnh thế giới thuận lợi cục dự trữ liên bang mỹ có xu hướng giảm tốc quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ thì đây là điều kiện thuận lợi giúp ngân hàng nhà nước tiến tới giảm các mặt bằng lãi suất điều hành kể cả các mặt bằng lãi suất thương mại như chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về trần lãi suất huy động trần lãi suất cho vay trong thời gian tới khi điều kiện chín mùi thì ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế